As well as t-shirts and postcards with pictures of the city. Now, we cross Cherry Street and we're at the art gallery, one building down from the corner. Here you can see, and of course, purchase many fine paintings and sculptures by local artists. Let's keep going down Cherry Street toward the harbor. On the left, right after the gallery, is... On the left, right after the gallery. On the left. The right after the gallery. Vậy là chị đã lớp. On the left là nếu đang lớp như vậy là chị đang đi dạy đúng không? Vậy thì on the left là qua bên này, qua bên này. On the left, bây giờ chị đang đứng như vậy và chị đang ở chúng ta thì đang đứng như vậy thì on the left là đi qua bên này. Rồi tiếp nha. Right after the gallery, ngay bên phải của cái art gallery luôn. Vậy thì nó sẽ phải qua bên nhà chứ. Thấy chưa? Hồi nãy á, chị nghĩ mấy đứa sẽ nghe được hết những cái đứa này. Chị chỉ sợ đúng một câu là mấy đứa không biết gờ thì im thôi. Ok, rồi, được chưa, hiểu chưa? Đó, vô hoặc, thế lớp mình bị đạt giữa hơn nghe rồi. Lớp mình lồng về đạt được hơn bài nghe rồi. Đạt lồng được bài nghe có vẻ toan rồi. Thế để nói của mình ôn thêm phần nghe chứ, phần nghe có vẻ toan rồi. Đạt có vẻ xịn nè, đạt lồng về tốt mà, dễ thích được được nè. Mà nghe hình như không được phải không? Đây mới session 2 thôi nha. Đây mới session 2 thôi nha. Session 3 là khô máu luôn á. Rồi, mà cái map này cũng gọi là dạng kiểu average, nó kiểu dạng trung bình á, chứ không phải kiểu advanced gì đâu nha. Thế bây giờ mình check lại cái này ok ấy. Được chưa? Hôm sau gặp kiểu như vậy xử lý được không? Cố gắng nha. Thế bây giờ chúng ta check cái answer từ đầu thử nha. Vậy thì cái số 1 là gì mọi người? Rồi cái số 1 là gì cả lớp? Thứ 2 Wednesday and Friday. Rồi Châu ơi, số 2 là gì Châu? Số 2 chưa nghe được cô. Ai chưa nghe được không? Ai nghe được số 2? Hả? Cái gì? Không hiểu. Thiên của Tuấn. Thiên của Tuấn. Không hiểu. Số 2. Số 2. Intermediate. Lát nữa mình đua thì sao thì intermediate này. Số 3 bây giờ. Chào chào, số 3 chào. Chào ơi, số 3 chào. Số 3 này. Không biết cô. Số 3. Beginning. Số 4 chào. Morning cô. Morning có S chào. Dạ. Morning có S cô. Ừ, bởi vì tất cả morning thứ trước là điều S hết kìa. Evening có S thì morning không phải có S nha. Đã chai ra được morning á là phải có S luôn nha. Chứ mà
050. Lớp 6. 40. Nó bao lại nó cái này trước không? Sao nó lại không? Sao nó lại không? Tự nó lại cái lại không? Qua chừng cái đời. Đó. Cô chú quả đáp án này sao? Một quá là Wednesday and Friday nha cháu. Số 2 là Intermediate. Biết gì Intermediate đâu? Biết. Rồi, số 3 là Beginning. Số 4 là Mornings. Mornings có S vô. Số 5 là